Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chương 4, đó là hydrocarbon và nhiên liệu. Bài 34 đó là khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Bây giờ các em quan sát các hình sau đó. Tức là thực vật, cá, rồi quần áo, trái cây. Như vậy hợp chất hữu cơ nó có trong cơ thể sinh vật nè, trong đồ dùng, trong lương thực thực phẩm, trong cơ thể người. Như vậy hợp chất hữu cơ có ở đâu? Là có trong các loại lương thực thực phẩm, trong các loại đồ dùng và cả trong cơ thể của chúng ta. Hợp chất hữu cơ là gì? Bây giờ thí nghiệm, bây giờ nếu cô đốt cháy nến thì sau đó cô úp ngược cái ống nghiệm, úp cái ống nghiệm phía trên ngọn lửa. Khi ống nghiệm mờ đi, cô soi lại, rót nước vô trong vào thì nước vô trong đục. Như vậy khi đốt cháy hợp chất hữu cơ thì nó tạo thành là CO2. Như vậy trong hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố nào? Hợp chất hữu cơ là gì? Và tương tự khi mà cô đốt cháy các hợp chất hữu cơ khác như là bông, cồn, dầu mỏ thì nó đều tạo ra khí CO2. Bây giờ có phải tất cả các hợp chất có chứa carbon đều là hợp chất hữu cơ không? Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon, nhưng mà đa số các hợp chất hữu cơ là các hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ, nhưng mà trừ CO, CO2, H2CO3 và các muối carbonat kim loại. Bây giờ các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Thì hợp chất hữu cơ có hai loại, đó là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Bây giờ thế nào là hydrocarbon? Cho ví dụ, hydrocarbon là phân tử chỉ chứa hai nguyên tố, đó là carbon và hydro. Cô lấy ví dụ như C6H6, C2H4. Thế nào là dẫn xuất của hydrocarbon? Cho ví dụ, tức là ngoài carbon và hydro thì trong phân tử nó còn chứa các nguyên tố khác như oxy, nitơ, clo. Thì ví dụ như C2H6O, CH3CL. Chúng ta sang số 2 là khái niệm về hóa học hữu cơ. Bây giờ hóa học hữu cơ là gì? Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. Ngày nay hóa học hữu cơ nó gồm những phân ngành nào? Thì ngành hóa học hữu cơ nó gồm có hóa học dầu mỏ, hóa học polymer, hóa học hợp chất thiên nhiên. Ngành hóa học hữu cơ có vai trò như thế nào đối với đời sống và xã hội? Thì ngành hóa học hữu cơ nó đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là một số hình ảnh về sản phẩm của ngành hóa học hữu cơ như là vải, xăng dầu, xăng, đẹp vải, xin lỗi, dầu ăn, xăng và rượu, lớp xe, thuốc, nước hoa và đường. Và ngoài ra có một số tác hại do hợp chất hữu cơ gây ra. Đó, các em thấy những hình ảnh. Giờ chúng ta sang chữ B, đó là cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Thứ nhất là đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Thì trong một hợp chất hữu cơ thì carbon nó luôn có hóa trị 4, hydro có hóa trị 1 và oxy có hóa trị là 2. Thì các nguyên tử này liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. Bây giờ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử sau: CH2CL2, CH4O. Đó. Mỗi một nét gạch thì các em thấy CH2CL2, mỗi một nét gạch là nó biểu thị cho một hóa trị. Như các em thấy carbon có hóa trị là 4 vậy, hydro và clo có hóa trị 1. CH4O. Đó, oxy phải nằm ở trong để nó có đủ hóa trị của nó là 2, và hydro hóa trị 1, còn carbon có hóa trị là 4. Các em biểu diễn làm sao? Mỗi một nét gạch biểu thị cho một hóa trị, biểu diễn làm sao cho đúng hóa trị của chúng. Bây giờ biểu diễn liên kết trong phân tử C2H6 và C3H8. Đó, đây là C2H6 và C3H8. Đó, nha. Số 2 là mạch carbon. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon. Bây giờ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử sau C4H8 và C4H10. C4H10. Đây là C4H8. Thì ở đây nó gồm có 3 loại mạch các em. Mạch thứ nhất là mạch không nhánh.
mạch không nhánh và mạch nhánh, và đây là mạch dòng à, đó đây là mạch không nhánh, còn đây là mạch nhánh tức là nó có một cái nhánh ở đây, và đây là mạch dòng là nó có một cái dòng. Thì nó có ba loại mạch, đó là mạch không nhánh, mạch nhánh và mạch dòng. Biểu diễn liên kết trong phân tử của C2H6O. Giờ thương thứ ba là trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Các em thấy cùng một công thức phân tử nhưng mà nó lại trật tự liên kết của nó lại khác nhau. Thì cái thứ nhất là các em đấy là thấy đây là rượu ethylic, nó là một chất lỏng cũng là C2H6O. Nhưng mà ở đây là các em thấy đây là rượu, đây là dimethyl ether. Đó. Như vậy mỗi hợp chất hữu cơ nó có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Sang số 2 là công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo nó biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Ví dụ như là CH4, C2H6O. Như vậy công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử thì người ta gọi đó là công thức cấu tạo. Và người ta sẽ viết gọn CH4. Vậy là CH3, CH2OH. Ý nghĩa là cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Giờ chúng ta đi vào bài tập thứ nhất. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng. Bài tập thứ hai, những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? Chất hữu cơ không có trong chất nào sau đây? Hãy sắp xếp các chất sau vào cột thích hợp vào trong bảng sau. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau. Axit acetic có công thức là C2H4O hãy tính thành phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit acetic. Bài tập phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố khi đốt 3 gram. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gram. Về nhà các em nắm vững quá trị của các nguyên tố carbon, hydro, oxy và clo và viết công thức cấu tạo dạng triển khai và thu gọn. Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, trang 112. Và các em đọc trước bài metan cho cô. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào các em.